Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 2 và cùng xây dựng những đội hình bá đạo nhất mùa 2 nha anh em. Rồi, thì khởi đầu thì mình đã có được một cái trang bị cực kỳ yêu thích của mình khi mà không có tia vàng, đó chính là găng đấu tập. Để xem nào. Uầy, lại thêm một găng đấu tập nữa. Thì chúng ta đã có được ngay một cái bao tay đậu tặc rồi. Để xem. Với cái bao tay đậu tặc này thì nó phù hợp với bất kỳ một vị tướng nào. Nhưng mà mình nghĩ là cho những cái con mà 4 5 tiền cho nó carry thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn. Uầy, ba cá sấu luôn này. Ok. Quả này cá sấu gọi tên anh em. À, và hiện tại thì cái meta 9.23 đang diễn ra một cái phong trào giống kiểu như là anh em nào cũng chơi cái chiến thuật này. Thì mình cũng nhân tiện cá sấu độ như này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái chiến thuật chơi trong cái chế độ đấu trường chân lý này, đó chính là chiến thuật cá sấu ngủ trong rừng. Ok, chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái chiến thuật cá sấu ngủ trong rừng xem nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, với cái găng đấu tập này thì mình vẫn chưa biết lắp cho ai cả. Từ từ để tính. Chúng ta có thêm một cái giáp lưới. Ok, ổn áp. Có trang bị là ngon rồi. Để xem nào. Ui, có máu cai luôn này. Được, được. Bỏ ngay mạnh thú nha anh em. Bỏ ngay mạnh thú nha. Mạnh thú có độ đến mấy thì tôi cũng không chơi đâu. Tại vì cái round đầu tiên thì mình lỡ bán con Rek'Sai rồi. Cho nên là bây giờ là chúng ta phải nhất quyết chơi cái chiến thuật cá sấu ngủ trong rừng. Thì rất nhiều chiến thuật hay đang chờ anh em khám phá ở đằng sau. Cũng như là anh em đang đang xem thì hãy đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Cũng như là anh em nào yêu thích bất kỳ một cái đội hình gì, cũng như là muốn mình xây dựng một cái đội hình gì đấy trong cái chế độ đấu trường chân lý lần này, thì anh em hãy đừng quên là bình luận phía dưới cho mình nhá. Mình sẽ là người thực hiện cho anh em xem. Ok, thì mình sẽ livestream mỗi ngày tại kênh phụ của mình. Mình sẽ để link ở bên dưới. Thì kênh phụ của mình thì cũng mới lập thôi, cho nên là mình sẽ livestream ở đấy, livestream riêng về kênh phụ. Còn kênh này mình sẽ để và đăng video thôi nha. Ok, anh em nhớ qua kênh phụ nha. Toàn rào bán chuẩn không. Link kênh phụ để ngay bên dưới. Mong anh em cho tôi một đăng ký rồi để lấy được cái động lực mà livestream mỗi ngày cho anh em. Ok, để xem nào. Ông này chơi mạnh thú rồi này. Trời ơi, nhiều ông chơi mạnh thú lắm. Bây giờ mà chúng ta chơi cạnh tranh thì rất khó. Mình sẽ lắp luôn cho cá sấu. Ui, vừa lắp cái kìa. Vừa lắp một cái thôi mà cá sấu đứt đứt luôn ông giáo ạ. Mấy cái bọn mạnh thú này nó lỗi kinh khủng luôn ấy. Tại vì cứ dưới 25% máu thì nó sẽ đánh chúng ta chết trong vòng một nốt nhạc. Ok, mất ngay 8 tiết ở pha đầu game thế này. Hơi khó khăn. Thì chúng ta không tiêu diệt được một cái vị tướng nào của đối thủ cả. Lại mãnh thú à. Trời ơi, tôi không thích mãnh thú đâu nha. Mãnh thú chơi nhiều quá rồi. Diana đồ này. Có thêm một cái dập máu. Trang bị thì nó ngẫu nhiên lắm. Lúc thì trang bị đẹp, lúc thì trang bị dở. Ok, là một chút rừng tự nhiên đây. Nó chơi cá sấu ngủ trong rừng chứ. Ôi, ông này cũng chơi. Chơi cá sấu ngủ trong rừng à? À, chắc là mới chơi cát đây. Cát thì nó cũng nghĩ khá là khỏe. Nhưng mà rất ít anh em chơi hộ vệ ở cái meta hiện tại, cho nên là mình nghĩ là nó không phù hợp lắm với cái lối đánh. Nào, chuẩn bị cá sấu, carry, cá sấu carry. Xoay nào. Xoay nào. Nó mang từ chết à? Ui. Cứ tưởng nó mang thì chết anh em. Quả lê đây. Đừng biết cá sấu của tôi nha. Biết là tôi hơi buồn đấy. Trời ơi, cóc mon nó độ quá. Bây giờ là mình muốn bán. Đây. Bây giờ mình muốn tích tiền nữa.
Thế là cho rừng tự nhiên vào còn giữ máu chứ. Thế không là chết đấy anh em. Có nên bán Diana đi không ta? Ok, bán luôn con Diana này. Tại vì mình nghĩ là cái chiến thuật cá sấu trong rừng thì với Diana thì cũng không cần thiết cho lắm. Có cần nhưng mà cũng không cần thiết cho lắm nha anh em. Cố lên nào. Giờ chỉ chờ cá sấu chúng ta xoáy thôi. Xoáy đi cá sấu. Ui bị lòng choáng mất rồi. Cố lên cá sấu ơi. Vãi trưởng. Tay tâm hút ghê thật. Xem nào, không có thì vàng anh em ơi. Vậy là mình sẽ lấy thêm một cái găng đấu tập nữa. Tại vì trên người của cá sấu chúng ta thì đã có được một cái giáp lưới rồi. Bây giờ thì mình có thể lắp cho nó một cái bàn tay băng giá đúng không? Găng tay băng giá, đúng rồi, găng tay băng giá mới đúng. Với thêm một cái ô gió nữa thì cá sấu của ta sẽ có được 40% tỷ lệ lẻ né. Đó. Như cái này tăng 25 cộng với là cái ô 20 nữa là 45 đúng không? Ừ. Chứ xem sao. Rồi, là không có thẻ vàng nhỉ? Chán. Gấu này. Ok. Ổn áp. Cá sấu ngủ trong rừng. Cốc mò. Cốc mò mình không mình không. Lúc mà mình cần thì nó lại không ra. Lúc muốn chơi thì nó không ra anh em. Lúc không chơi thì nó cứ độ không à. Nautilus, Soraka. Thôi, bây giờ mà mua mấy cái vị tướng linh tinh thì chúng ta sẽ bị đốn cuồng đấy. Cho mình sẽ không mua. Long Time, No See. Mình chắc là chơi, mình nghĩ là ông này sẽ chơi ánh sáng đây này. Ánh sáng đây này. Ok. Là chúng ta sẽ thắng được cái ông này thôi. Bởi vì cá sấu của chúng ta bây giờ có trang bị khá là ổn rồi. Xoáy nào. Đấy. Thì con cá sấu này thì anh em chỉ lắp những cái trang bị thủ cho nó thôi nhá. Không cần trang bị công. Tại vì với cái trang bị thủ cũng như là khả năng quy của nó sẽ tự hồi máu cho bản thân. Ivan này. Đấy. Bán Asus. Bán luôn này. Chút nữa có gì tìm lại. Còn Diana sao? Giờ thì vẫn chưa đến lúc sử dụng nó. Để xem là gặp ai đây. Đội hình yếu ớt của mình vậy mà vẫn bắt nạt được một ông. Mình giống kiểu như đội hình yếu nhất thế giới rồi đấy. À, có đối thủ cạnh tranh, có đối thủ cạnh tranh. Cũng cá sấu ngủ trong rừng luôn. Được đấy. Vậy là cái chiến thuật cực khỏe. Cho nên là có rất là nhiều anh em áp dụng. Để xem cá sấu của ai mới là cá sấu real. Xoáy này. Cố lên à. Xoáy phát nữa đấy. Xoáy mất. Ừ. Ok, ăn được, ăn được. Ok, cá sấu fake à. Trưng gian cháy. Giờ mình sẽ sắp xếp đội hình để có thể ăn người đá một chút nha. Zira. Thế là mình sẽ không mua Zira đâu. Hơi tốn tiền. Chút nữa mình sẽ check xem có nhà nào chơi Hyperon không. Không thì mình sẽ sử dụng phương pháp Hyperon để có thể có được những cái người cây 3 sao. Bây giờ tùy thuộc vào những trang bị thôi. Từ từ mình check xem nhá. Nếu mà nhiều người Hyperon thì chúng ta sẽ bị rối cờ.
Đúng kiểu nhiều người Hyperion cùng với nhau ấy, thì cờ của bên này nó sẽ qua của nhà khác, lúc đấy sẽ bị rối loạn, cũng như là tỷ lệ Hyperion thì sẽ khó thành công hơn. Rồi xem nào. Ừ. Rồi để lượt mình mua ma cây thôi nhỉ. Đấy cá sấu đây, cá sấu với ma cây đây. Sao ra nhiều mãnh thú thế không biết. Nãy giờ là con ấy của mình chắc cũng phải lên 3 rồi đấy. Cốc mò ấy. Hơi nhiều Diana nhỉ. Ok rồi. Hyperion khá là ổn áp anh em. Chỉ còn thiếu vài con nữa thôi thì đội hình của mình gần như là toàn bộ là 3 sao cả. Tuyệt vời. Đấy, một con Ivan nữa thôi. Thêm hai con cá sấu. Cá sấu ngủ trong rừng. Chiến thuật ổn đấy. Cái chiến thuật này hình như là anh em sử dụng nhiều lắm, leo rank các thứ, cạnh tranh cực kỳ nhiều, cho nên anh em phải cân nhắc trước khi chơi. Đá map liên tội cho tôi. Có nhiều ông không chơi mà cứ pick để phá anh em. Hài lắm. Ui ông này chơi pháp sư với cả cây đây này, có Brand luôn này. Gì mà level level 5 đã có mà, Brand rồi vậy. Căng đét. Căng đét luôn. Chắc mình cần phải sắm ngay cái bút rồng cho cá sấu của chúng ta thì mới có thể chống chịu được với bọn pháp sư này. Cao cấu đi. Đấy, ma cây cực kỳ nhảy nhụa anh em. Lại phấn thân thêm một con nữa cơ. Cực kỳ củ chuối. Syndra Kingred. Tôi không mua đâu. Giờ mong sao có cho tôi một con Ivan nữa thì tuyệt vời ông mặt trời. Bây giờ công việc còn lại của chúng ta sẽ đủ đủ tiền lên tích 50 vàng đây. Bây giờ thì mình cũng roll thì nó nguy hiểm lắm. Ra được thì cũng là may mắn không à. Bây giờ mình sẽ chơi cái phương pháp chắc bắp. Đây, nhà này cũng chơi cá sấu đây. Môn đồ đời hợp đồ hơi dị. Mình tin chắc rằng con môn đồ này chút nữa sẽ hoán đổi đồ cho con nào đấy, mò hoặc là con chuột, không thì AC cũng được. Ok, hai bro xong 5 trận thắng lên tỏi luôn nhá anh em. Ui, lên hẳn top 1. Từ top pet lại lên hẳn top 1 cơ. Càng thế nhở. Thế mình sẽ ui, mất mất Kha'Zix rồi. Nếu được thì mình sẽ lấy lựa chọn cái áo choàng bạc để có thể lắp một cái vuốt rồng cho cá sấu. Đừng 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 đừng. Ừ may quá. Không có anh em là đam mê. Có một ông đam mê nhưng mà đấy là ông top 2. Đã quá muộn rồi. Ừ cá sấu này. Thêm một cá sấu nữa lên cá sấu 3 nha. Tôi để thích chơi cây cảnh anh em. Đấy. Tiếc là con Leblanc nó không ra nhiều lắm. Nếu mà ra nhiều nữa thì end game sớm. Thực ra chỉ lắp những cái trang bị thủ cho con cá sấu thôi nha. Lắp đồ đam là cũng được. Một trang bị hợp lý nhất là găng tay băng giá, vuốt rồng. Thêm nữa là một cái trang bị ma vũ thì nó ổn nhất thế giới luôn. Chống được những cái phát bắn chí mạng. Giống kiểu như con Vayne này này. Vayne vô cực. Không biết là chúng ta có thể chiến thắng được cái ông này hay không đây.
hơi khó khăn. Mình nghĩ là có thể sao? Nan sắt 3 đối đầu với cả cá sấu kèm với cả mắc cây. Thua. Vãi chửa. Xoáy. Uầy. Nhỏ thế nhở. Chán thế. Mất 5 trận thắng liên tục của tôi. Gặp ngay ông top 2 cũng sử dụng hai bro thì phải. Không có đang xếp 3 sao luôn. Anh em phải đặt niềm tin vào nó thì chúng ta mới có được kết quả tốt. Nhìn con ma cây kìa, nhìn hài vãi. À đây. Ui, ba gió rồi. Mình không biết là chơi cái đội hình gì đây. Mà có ba gió. Gió thì không thể nào mà né được những cái sát thương kỹ năng. Chỉ né được đòn đánh thường thôi anh em. Ok. Vậy thì thôi, say goodbye. Xoáy nào. Cá sấu. Ừ, mày quá ai về rồi. Tuyệt vời. Cặp đôi ăn ý. Giờ mà nó cho tôi thêm con cá sấu nữa thì thơm nhỉ. Ui. Mẹ đúng hack não luôn anh em. Đúng hack não luôn. Trời ơi, đúng là đam mê anh em. Đam mê thì nó phải khác người ấy. Đấy. Đặt niềm tin anh em ạ, nên chúng ta phải tin tưởng nhau. Tin tưởng là chính. Bây giờ là chúng ta sẽ tìm được với con sát thủ nha anh em. Tại vì chúng ta có những cái con thằng ma cây rồi. Ma cây nó chống chịu tốt. Thêm nữa là cá sấu cực kỳ trâu bò, cộng với khả năng hồi phục đến từ cái skill Q. Mình tin chắc rằng là kết hợp với cái đội hình sát thủ thì cực kỳ ok. Leo lăng này. Rồi một chút nha. Tìm ma cây không nhỉ? Tìm nốt con event cuối cùng không nhỉ? Hay là chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc hay là đi tìm nó? Ok, cứ bình tĩnh đi. Không biết gì về vợ. Ai đây? Thiết diện họa sư. Đây là nhân vật nổi tiếng nào đây? Chắc là trong truyện cổ tích Trung Hoa. Cái tên khá là huyền bí. Anh nào biết thì bình luận phía dưới nha. Ông ấy sẽ là chơi băng quốc đây. Xét băng quốc. Đấy anh em thấy không? Cái thằng này này, nó không chơi cá sấu mà nó vẫn pick cá sấu. Để làm gì? Vì đam mê đấy. Người ta gọi là pick vì đam mê. Quizana luôn này. Được quá nhở. Giờ là chúng ta tìm thêm Kha'Zix. Và Kha'Zix kết hợp với cả con cá sấu này thì nó sẽ kích hoạt được thêm một cái hệ cát. Hệ cát này thì nó sẽ giảm giáp của đối thủ thôi. Không thì anh em có thể kết hợp cái đội hình này với cả 4 cát cũng được. Nếu mà chúng ta gặp quá nhiều cái thằng hộ vệ hoặc không thì mình nghĩ là anh em chỉ cần chơi 2 cát là ổn rồi. Ông này thì chơi chiến binh đúng không? À cuồng chiến. Cuồng chiến kết hợp với cát à? Ổn đấy. 4 cuồng chiến 4 cát cũng ok. Mình giết được cát xấu của tôi mới là vấn đề lớn đấy này. Olaf thì đồ ok rồi đấy. Mình thì không, chưa có cái trang bị nào như quỷ thư hay là bùa đỏ để có thể ngăn khả năng hồi máu của Olaf. Mà thời gian sắp tới thì sẽ phải cần. Đây. Giờ công việc còn lại chúng ta chỉ cần úp cấp và roll. Úi xổi ma cây. Ma cây độ. Trời ơi. Vậy thì ăn mừng chút đỉnh nè.
Stevie này. Cứ để đây đi. Vẫn chưa thấy mặt hàng Kha'Zix nhỉ. Kha'Zix 4 tiền thì nghĩ là nó hơi khó tìm một chút. Cục não chơi cá sấu nhỉ. Mà lại không thể đam mê cơ. Phải đam mê nó, phải hai pro nó anh em. Nếu mà nó không độ mình thì mình phải sử dụng biện pháp đô la thật trưởng. Không ra cũng phải ra. Đấy. Ôi, bốn thế. Đường ma cây của mình nhây thật chứ. Mang cây đúng nhây luôn. Thế thế nào. Không có Kha'Zix. Mình thì là trang bị nào cũng được. Nếu được thì thôi, chắc là không được đâu. Tại vì mình top 1 cơ mà. Chắc chắn thì sẽ để lại cho mình những cái trang bị ghẻ nhất có thể. Ok, tôi lấy cái giáp lụa cũng được. Cái giáp lưới cũng được. Đấy, cái giáp lưới này cũng ổn. Kiếm thêm một cái gung gỗ nữa thì chúng ta cho cá sấu ma vũ thì cá sấu bất bại anh em. Cá sấu bất bại. Cá sấu never die. Nico này, nó ra khá là nhiều nhưng mình nghĩ là chúng ta không cần. Tại vì cái này thì anh em nên chơi con LeBlanc. Tại vì nó sẽ có thêm hệ sát thủ kết hợp với những cái con sát thủ như Kha'Zix, Guizana, Doctoon nữa. Hay là mình chơi 6 sát thủ luôn nhỉ. Để xem nếu mà ra Z sớm. Nếu không ra Z sớm thì mình sẽ sử dụng tiền thôi. Cái gì không giải quyết được, không yêu thương nhau thì phải giải quyết thôi. Đùa thôi. Chứ không yêu sao mà bắt ép được. Thế thì không có hạnh phúc rồi. Thì trong game thôi nha anh em. Không yêu thì bắt nó phải yêu. Ui tôi thua này. Xoáy đấy. Ui sao lại thua được nhở. Khỏe vậy. Top 3. Không thể nào mà kinh thường đối thủ được. Đội hình của mình có 3 vị tướng. Ui 3 tướng 3 sao nhưng mà cần cân nhắc một chút. Có Azil. Thua cái thằng Vega kia nhở. Hơi dị hợm một chút. Chúng ta phải xem vấn đề đấy thua ở đâu. Chúng ta cần khắc phục cái lỗ hổng đấy. Ây à. Rồi xong. Ma này là đi hơi đậm nha. Lắp đồ này. Phải quyết đoán lên chứ ông ơi. Đấy. Đúng kiểu cái những cái đòn chí mạng đến từ phía của con LeBlanc này. Nghe thấy không? Nó bị hụt luôn. Đòn đánh chí mạng à, cái skill chí mạng thì cũng bị hụt luôn. Bởi cái trang bị ma vũ song kiếm. Một trang bị cực kỳ khỏe. Đấy vẫn hụt. Cho nên là mình khuyên là anh em thêm một cái trang bị nữa. Đó chính là ma vũ song kiếm dành cho cá sấu nha. Nocturne 2. Ok. Sao cũng được. Mang lại ra thêm cái cung gỗ nhỉ. Cung gỗ cá sấu đồ đúng đẹp luôn. Cứ như anh em đang xem đến đây thì hãy đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhá. Và anh em đang xem thì muốn xem mình livestream mỗi ngày thì có thể ghé qua cái kênh phụ của mình. Thì mình sẽ để link kênh phụ bên dưới. Cũng mong rất là nhiều anh em ủng hộ mình để mình có thể tạo động lực cho mình livestream mỗi ngày, cũng như là giao lưu với những anh em nữa. Cố lên nào. Nước mắt. Phải ở cùng gỗ rồi. Lại là nước mắt. Hơi nhiều nước mắt anh em. Ơ à, nhầm. Đài tí thì lắp nhầm đồ. Đây rồi.
cấp nhá. Cho một hệ cát vào. Mình sẽ lắp một cái dây chuyền chuộc tội. Còn cái đâu này thì mình sẽ để dành cho Kha'Zix. Tại vì Kha'Zix thì nó sử dụng có 40 mana thôi, cho nên là nếu mà chúng ta có cho nó hai quyền trượng thì đảm bảo với anh em là nó xài skill vĩnh viễn luôn. Thêm nữa khi mà kết liễu đối thủ thì Kha'Zix nó sẽ hồi lại 15 mana thì phải. Đấy, đội hình đẹp như tuyệt trần luôn. Đi luôn không? Rổ rồng đi bụi luôn. 30 tiền úng cả thẻ vàng luôn. Căng vãi. Tại vì đội hình của mình nhiều 3 sao quá. Nhân bản thêm một con 3 sao nữa mà. Cho nên là đốt máu hơi đau. Được. Có những vị tướng nhiều tiền 3 sao thì nó đốt nhiều máu nhất thì phải. Mình sẽ roll một chút. Đói, ra là thôi. Roll sương sương chút đỉnh thôi anh em. Yêu được thì yêu, cũng yêu được thì cũng phải yêu. Giờ chúng ta tìm Kha'Zix nha. Tìm Kha'Zix với cả con Z dương dùng. Cuộc chơi chỉ còn có 2 4 6 người. Không kiểu còn mỗi tiết à. Không nào đây. Đây rồi, nhà này mình bị thua đây này. Bóng tối à. À hất tung hất tung. Hất tung cả 6 của tôi. Quay. Bây giờ thì có Quizana làm choáng rồi, cho nên là đảm bảo với anh em là chúng ta sẽ chiến thắng. Chưa hiểu cái lý do mà chúng ta bị thua cái round hồi nãy. Chắc là một sơ suất nhẹ mà thôi. Dấu của tôi bây giờ bất tử rồi mà. Thằng nào đánh được đâu. Không có đánh được chết cả dấu. Azul 2 à. Đấy, cứ úp cấp thôi. Lên level 8 thì bây giờ, khi mà lên level 8 thì nó sẽ có tỷ lệ cao hơn thì tìm kiếm những vị tướng 4 tiền cũng như là 5 tiền nữa. Đấy là thời gian này mình sẽ roll để có thể tìm kiếm Kha'Zix với cả Z. Cho nên là với lượng tiền như này thì chúng ta sẽ để tiền lợi tức để có thể úp cấp và để tiền chính để có thể roll thôi. Ok chưa? Giao án là chuẩn. Đây ông này chơi Olaf đây này. Olaf Anh Quốc đây này. Mà đánh có hụt hoài à. Hụt hoài anh em thấy không? Kể cả thằng Kha'Zix, Kha'Zix lại có vô cực kiếm thế này thì thành thế sáng mai mà chết được con cá sấu của tôi. Ông này có 2 Kha'Zix rồi chứ. Càng đấy. Wow, thêm một slot kìa. Thêm một slot anh em. Ừ. Chảnh máng, chảnh máng. Chảnh máng này. Lướt Facebook này. Ok. Thơm quá luôn anh em. Thì tôi xin nhá. Cái ông chắn trứng gián cháy đang chuẩn bị qua đấy. Không may là mình qua lấy trước kịp. Rồi. Thêm một Nocturne đi. Đấy. Chúng ta có đội hình 4 sát thủ. Đây là cái nhà này vừa lấy được con Zorik. Biết là những cái đòn đánh của con Zorik con nó có kích hoạt được quỷ tư không nhỉ? Anh nào biết thì giải thích cho mình nhá. Mình nghĩ là có. Theo mình nghĩ là có. Không biết là anh nào có hay không? Không hay có. Ai dạ. Rồi luôn. Zorik của các bạn không kịp đẻ trứng luôn. À có kịp đẻ. Nhưng là không đúng không? Đòn đánh của con không có hiệu ứng của quỷ thư thì phải. Úi xời. Được thêm một cái giáp thiên nhiên quá thơm luôn. 4 sát thủ đây này. Ba cát.
Giờ là chúng ta tìm thêm một con sát thủ Kha'Zix nữa, là 4 cát. Từ Valiant 4 cát, 4 sát thủ, 4 cát 5 sát thủ đúng không? Đúng rồi, 4 cát 4 sát thủ. Mà lên level 9 thì có thể mình sẽ tìm kiếm. Rồi chắc là trận này tức là mình bỏ cát đi nhá, thì mình không thấy ai chơi hộ vệ nhiều lắm thì cát nó sẽ không phát huy được tác dụng cho lắm. Rồi ông này đi bụi luôn rồi, rồi mất chịu thắng của tôi hơi cay đấy. Lắc nước này, nghe lăng 2 quỷ thư đây rồi. Rồi CV này, đây nhá, mình thấy CV nhưng mình không mua nhá. Tại vì mình nghĩ là CV nó không cần thiết lắm. Kha'Zix này, đấy. Hai cát chắc là ok rồi. Kha'Zix luôn. Ok. Cái round này thì nó cũng đủ vàng thôi. Bán luôn CV nhá. Mình sẽ đỡ bị cần. Giờ chúng ta tìm Z đây này. Ôi Nico này, tìm Z nha anh em. Tìm Z thì chúng ta sẽ kích hoạt được 6 sát thủ, 2 cát. Z đi. Kha'Zix 2 này. Z đi. Giờ thì cũng có được 2 cát à. Cho đội hình yếu đi một chút. Chứ mình sợ là đội mạnh quá các bạn sẽ bị chết sớm. Đây à. Z đi, một con Z thôi. Play luôn. Hơi nhiều Kha'Zix nha. Thì có thể Kha'Zix 3 không ta? Ừ Kha'Zix luôn này. Không một con Z nào à? Đùa à? Đùa tôi à? Ơ bị thua ông này này. Sao nhỉ? Thua ông này rồi. Mài rôn Z. Ừ đây rồi. Vậy là chúng ta sẽ chơi 6 sát thủ nha. Sức mạnh của Kha'Zix nào. Ui Kha'Zix kìa. Ghê phết đây anh em. Là mình chưa lắp trang bị cho nó thôi nhá. Nếu mà mình thua đậm quá thì chắc là mình sẽ lắp trang bị cho nó thôi. Cả sau cực kỳ nhanh. Uầy. Nhưng mà thấy mình có con Soraka kìa. Soraka có cái công lặng cực kỳ khó chịu đấy. Rồi chắc là đây là khoảnh khắc chúng ta phải lắp đồ cho nó thôi. Kha'Zix. Không có Kha'Zix nhỉ. Đây, 6 sát thủ. Bây giờ thì không còn, không còn gì nữa rồi. Rồi Blank 3 sao thì cũng không có được tác dụng nhiều cho lắm. Ok. Tại vì mấy con skill của mình thì cũng không diện rộng cho lắm. Cho nên là mình sẽ lắp cho Kha'Zix luôn. Có thể thăng trang bị máu cho nó. Kéo đi nào. Kha'Zix sao lại đứng yên đây kia. Ui Kha'Zix bị câm lặng anh em. Đột kích đi chứ. Đấy thắng liền. Lắp trang bị phát là nó phải khắc bọt liền anh em. Uầy, có thêm một cái trang bị quyền trưởng đại danh sứ này. Ok. Vậy là Kha'Zix của mình bây giờ nó cao như siêu nhân luôn. Cao đúng như siêu nhân luôn. Chắc là mình sẽ chưa kịp lắp trang bị bị vội. À, chưa lắp cái trang bị này vội nhanh em. Thì mình còn tìm kiếm thêm một con Kha'Zix nữa. Để tìm kiếm Kha'Zix 3 sao.
Không có rồi. Giờ nếu thắng thì cũng không thắng đậm lắm, thua thì cũng không thua đậm lắm. Xem thắng hay là thua. 6 sát thủ, 3 rừng, 2 tự nhiên. Cái đặc sắc nhất của cái video này chắc là cá sấu. Nhưng mà cái bị cá sấu bị focus khống chế nhiều quá. Chắc là nhân vật chính bây giờ là Kha'Zix rồi. Ok, cố lên nào. Hôm nay nhiều quỷ thư quá, cho nên bọn ma cây của mình thì không thể nào mà hồi máu được. Vẫn bị thua à? Sao lại thua được nhỉ? Kha'Zix đi nào. Đây rồi, mà chưa đủ tiền mua. Ok, vậy là chúng ta có Kha'Zix 3 sao, còn tên bạn thì có lắc ánh sáng. Nhưng mà mình ấy vẫn chưa chưa cho lắc ánh sáng vào. Không có ánh sáng nhân tạo để có thể kích hoạt được chi ánh sáng. Ông này mà ăn quái có một ánh sáng nhân tạo thì thôi đấy, càng lắm đấy anh em. Chi ánh sáng thì hơi hơi khoai đấy. Ôi, Kha'Zix kìa, mẹ đâu vậy? Cao đi chứ. Đấy, ui, đột kích kìa, như siêu nhân. Quá, chết rồi. Rồi xong rồi, xong, nguy hiểm rồi. Có một mình cắn xấu, đơn côi lẻ loi. Càng thế nhở. Xem là ông này có đánh lại Kha'Zix 3 của tôi không nhá. Xem ông kia được cái gì nữa. Ok, mình thì được cái trang bị toàn đánh stack, thêm khi mà hỗ trợ đồng đội hay là kết liễu thì chúng ta có thêm một cái tăng đam. Uầy, cái méo gì vậy? Vậy ông này chín ánh sáng à? Ánh sáng nhân tạo này, nhân phẩm gì đây? Có lắc ánh sáng đang chờ sẵn để xuất quân luôn này. Đùa vãi chuối. Nico cũng được mà nó cũng không cần thiết cho lắm. Ok, thử roll xem có Kha'Zix không để tiết kiệm Nico. Ui, có luôn anh em, đỡ phải xài Nico. Nice. End game thôi nào. Anh em chuẩn bị xem Kha'Zix của mình nó đột nhập nhá. Anh em phải xem thật kỹ thì mình có thể chiêm ngưỡng được cái con Kha'Zix 3 sao 2 quyền trượng này. Nhớ nha, nhìn thật kỹ vào để xem nó đang ở đâu. Tưởng mình lắp đồ cái. Này, cho con Nocturne đi. Nocturne. Rồi, đồ Kha'Zix rồi. Ô. Uầy. Spider-Man à? Ui, cái gì vậy? Gặt như gặt lúa thế này. Ui, 21.000 nam. Kinh chưa? Anh em mà không theo dõi kịp là thôi, là tôi bị mắt hơi lé lé rồi đấy. Ui. Chủ quan quá, không kèm không 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 cần lên Diana 2 sao luôn. Giờ tôi đang tìm tìm kiếm con Z. Chín ánh sáng rồi này, ông này cho chín ánh sáng vào đây này. Tìm kiếm Z để có thể xài Nico cho Z. Z lên 2 sao. Ui. 5, 10, 15. 15 năng lượng hoàn trả. Watching me Kha'Zix. Sẽ đứng yên đây kia. Rồi bị câm lặng luôn. Rồi rồi, nguy hiểm. Cào nó né thế kia. Rồi căng rồi, đừng có chết nha. Ok, vẫn còn 5 tiết. Rồi. Chết rồi. Phí một cái Nico rồi. Chủ quan quá anh em. 45 tiết này. 45 tiết. Ai mới là người chiến thắng đây?
Mình cần sắp xếp đội hình một chút, tại vì những cái con sát thủ của mình nó lấn chiếm hết chỗ của Kha'Zix rồi. Bây giờ mình sẽ sắp xếp lại một chút. Giờ thì ba con bay qua bên này và ba con bay qua bên kia thì sẽ có chỗ cho Kha'Zix đột kích. Let's go buddy. Ok, chiếm ngưỡng Kha'Zix một lần nữa nha anh em. Rồi xong chết vậy nè. Đâu rồi Kha'Zix đâu, Kha'Zix đâu rồi? Mắt lé mẹ luôn rồi. Uầy, xử đẹp tên bạn luôn. Rồi end game rồi. Kha'Zix 24.000 đang. Và trận đấu nó sẽ kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa cả anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên ấn like vào cái kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.